Được rồi, thì trận đấu này mình sẽ chuyển sang phù hiệu mới các bạn ạ. Đó chính là phù hiệu ma chú. Bởi vì mình vừa xem top top là thấy nhiều người mang ma chú khá là mạnh hơn là đấu khí ấy. Đấy, trận này thì mình gặp tem mình có top 36 này. Nhìn tem bạn có vẻ dễ chơi ấy, thế nên là mình cũng khá tự tin là trận này mình sẽ gánh team được. Tự tin, cố gắng lên. Vãi rồi. Thách đấu ba cục vàng. What the fuck. Ôi top bảng xếp hạng Superman ba ấn vàng luôn các bạn ạ. Ôi cái gì đây. Ôi giời ơi. Cục vàng Superman, cục vàng Triệu Vân, cục vàng Florentino. Vãi rồi à. Gặp toàn túi dữ đó các bạn ơi. Trời ơi thề luôn ấy. Thề các bạn thấy không. Mới ngay mới mấy trận đầu game thôi gặp toàn túi dữ không. Vãi cả trường thật. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới các bạn ơi. Như các bạn có thể nhìn thấy, một cái nick với 47 sao và điểm đỉnh cao là 1351 điểm, cũng gọi là cao đấy chứ không gọi là thấp đâu các bạn ạ. Nhưng mà cái quan trọng ở đây ấy, là mình cũng đã kiếm cho các bạn xem một cái nick top 3 Việt Nam Talos các bạn ạ. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nha, 3 Việt Nam thứ 3 cha lo te nha, là trả lốt đấy các bạn ạ. Nhưng mà không phải top 3 đâu, nhìn là top 3 đúng không, nhưng thực chất nhá đang là top 2 Việt Nam các bạn ạ. À. Ui dồi ôi. Thấy chưa, cuối cùng thì đó, mình bảo mà cái gì mà ra, cái gì mới ấy, cái gì mà ok thì mình sẽ kiếm bằng được rồi là mình chơi cho bạn xem. Đó thì như các bạn thấy, thì ngày hôm nay là một cái nick top 2 Việt Nam phiên bản server, top 2 Việt Nam với con bài trả lốt này các bạn ạ. À. Một vị tướng mới ra mà mình đã có một cái top 2 cho bạn xem ấy. Đáng lẽ là mình có thể lấy được top 1 không? Có khi là nick bạn này có thể lên được top 1 đấy. Nhưng mà mình nghe đâu đó là top 1 là boost thì phải, mình không biết phải boost hay không. Nhưng mà mình chỉ nghe thôi không nha, à, mình chỉ nghe thôi nha các bạn. Nếu mà top 1 mà boost thì cũng mà cũng chịu thôi. Còn nếu mà không boost thì mình cũng gọi là đỉnh đấy. Leo tới tận 8400 là cũng gắt các bạn ạ. Chứ mấy ông ở dưới mà các bạn thấy không? Từ top 2 trở xuống là toàn mấy ông đánh toàn đúng kiểu đánh tay luôn các bạn. Đánh xuống ấy. Được rồi, và nick này là chỉ chơi đúng một con tướng cha lốt thôi nha các bạn. Để mà cày top các bạn ạ thì chơi tới tận 200 trận rồi. Và với tỷ lệ thắng là 84% và lực chiến là 7417 điểm với top 2, đó chính là Việt Nam. Đấy, top cha lốt. Đấy các bạn thấy không? Chưa chơi bất kỳ một con tướng nào khác, chỉ chơi đúng mỗi con cha lốt thôi. Và một cái arc này phải nói là arc này cực kỳ đẹp các bạn ạ. Arc không hề xấu một chút nào luôn. Đó, thế nên đương nhiên là ngày hôm nay ấy, mình sẽ đấu đỉnh cao cùng với vị tướng này, cùng với top 2 cha lốt các bạn ạ. Và cùng để xem coi là mình sẽ chơi được, mình có lên được điểm hay không, mình có rớt điểm hay không. Thì bây giờ mình và các bạn sẽ cùng đến với một đêm đấu đỉnh cao của mình cùng với con bài cha lốt luôn nhá. Được rồi, và tụi mình sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên với con bài cha lốt này các bạn ạ. Thì ở trận đấu này là mình đã cầm cha lốt đi rừng nhá. Nên nói chung là cha lốt ấy thì là một con tướng cũng không bị cấm nhiều đâu các bạn ạ. Con tướng này nhiều khi người ta còn bảo yếu cơ, còn người thiếu yếu, người kêu mạnh. Vậy nên là trong đấu đỉnh cao chắc chắn cũng sẽ không bị cấm đâu. Và trận này thì mình có bên tem mình, đó chính là cục miền các bạn ạ. Nhưng mà mình phải công nhận đấy, thể hiện top 3 nhìn đẹp nhở. Hiện cục top 3 đúng đẹp luôn. Đó thì trận này thì mình gặp bên tem mình là có hai cục tím nhưng mà kinh lắm. Các bạn cùng xem trận này. Top 87 Murat, cục vàng Ken, và cuối cùng là gì? Đó chính là ông top 6 Richter các bạn ạ. Trận này mình gặp hẳn là tận ông mấy ông bên kia ấy, toàn thú dữ nhờ. Mấy ngày trận đầu tiên thôi gặp toàn thú dữ, công nhận sợ thật. Mặc dù bên tem mình cũng có top ấy, nhưng mà đương nhiên là không thể nào mà đọ lại với mấy cục top của bên tem bạn rồi. Và nhưng mà không sao nhá, ít nhất thì cục vậy thôi, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng mình chơi cho các bạn xem. Thì ở trận đấu này đương nhiên là mình cầm đi đường thì mình vẫn farm một cách rất là bình thường thôi. Đó, và mình vẫn chưa thể nào mà biết cách lên đồ, với lại là mình vẫn chưa chuẩn chỉ về bui đồ con này ấy các bạn ạ. Vậy nên là ngay đấu trận đấu đầu tiên này thì mình đã có một trận đấu khá hơi là lỗ tí. Pha này thì đáng lẽ là mình tính vào chơi đấy, nhưng mà do mình chưa có anti thế nên mình không dám vào các bạn ạ. Nếu như pha này mình có anti thì mình vào rồi. Đấy thì một lúc sau ấy, ông Ken tính mà bắt mình ngay pha này, nhưng mình đã có một pha ao nhây mà mình giết được mạng của Ken nha các bạn. Đấy, thể hiện top 3 Việt Nam liền các bạn, thấy không? Một pha ao nhây và giết được mạng thành công của Ken nha các bạn. Đó, mặc dù là tụi mình bị mất con rồng, nhưng ít nhất là tụi mình cũng ăn được lợi thế hơn. Tụi mình ăn mạng ok hơn. Lúc sau thì tụi mình quyết định là đổi con rồng lấy con Shiza. Pha này thì thằng Murat tính cố gắng phá các bạn ạ, nhưng mà phá không được. Vừa mất mạng rồi còn vừa không ăn được cả con Shiza nhá. Đương nhiên là tụi mình ăn được con Shiza rồi. Nhưng mà lúc sau thì ông bên tem mình Vokat bị kên mắt các bạn ạ. Pha này thì mình cũng phải nằm xuống. Nói chung pha này mình mà chạy về chắc được, nhưng mà thôi, lâu ở báo thì thôi, chịu thôi. Đó, nhưng mà ít được cái là tem mình vẫn có lượng tiền ok hơn. Tụi mình vẫn có lợi thế nhất định hơn các bạn ạ. Bởi vì là các bạn có thế là bây giờ là tụi mình đánh vẫn khỏe, nhất là chất tướng Vokat các bạn ạ. Khỏe cực kỳ luôn. Mặc dù fan này là nằm xuống, nhưng mà vẫn ít nhất là tụi mình ăn được thêm hai mạng nữa.
Đã thế là tụi mình còn lấy được thêm cả cái trụ mít nha các bạn. Nói chung đây là một pha rất là lời, một đổi ba thế này là lời cực luôn các bạn ạ. May là ông bên tem mình ấy, ông Aru một chân nằm xuống. Đã thế ở phía dưới ấy, mít tem mình còn giết được mạng của hai cái tem nữa cơ. Thì fan thì chắc chắn là bây giờ lợi thế đang ở tem mình rồi đúng không? Đó. Và bây giờ tổng này thì cứ lướt lên chơi thôi. Mặc dù là trận đấu đầu tiên này thì mình vẫn đang tự nhận là mình chơi con Charlotte này khá dở các bạn ạ. Mình vẫn chưa chơi con Charlotte này quen đâu. Do lâu là mình chưa chơi lại các bạn ạ. Nhưng không sao nhá, tầm này vẫn lo được. Sợ là sợ ông Ken bên kia thôi. Ông Ken bên kia cục vàng đánh khó chịu lắm các bạn ạ. Cầm bộc phá đúng kiểu khó chịu cực. Mà cũng đen nhờ. Pha này mình thấy các bạn, pha này nếu như mà Terry giết được mạng của Ken ấy, chắc chắn là tầm này là tụi mình lên win luôn. Thật nhá, nếu như pha này mà thằng Ken mà nằm xuống ấy, còn mỗi hai cho Ten thì mình đã bảo các bạn là không thể nào mà thua ở đâu, mà tụi mình không win được. Nhưng mà may ấy, pha này ấy, là do là Ken còn sống, Ken vẫn đang còn ấy, thế nên là tụi mình không thể nào win được cái trận đấu này các bạn ạ. Nói chung là xui. Pha này mà Ten đi giết được Ken là tụi mình win rồi. Nhưng tôi không sao, không làm được pha này thì tụi mình làm được pha khác. Nhưng mà cứ tưởng làm được mà ai có rẻ. Đây các bạn cùng để ý pha này nhá. Bắt đầu ấy, ở ngay pha này ấy, thì mình bị rỉa một chút máu, mình quyết định mình về mình lui. Đó thì mình đang ăn con bù red này thì tem mình quyết định đánh nhau. Nói chung là cái lúc mình đang có ấy thì không đánh. Cái lúc mình đang farm bù red ấy thì tem mình lại đánh. Đã thấy ông Ken ấy thì toàn bắt vô chủ lực tem mình, đó chính là bắt vô Terry ấy, đó thấy chưa? Ken nằm xuống thì cũng vừa giết được mạng của Arum, giết được mạng của Terry luôn các bạn ạ. Mặc dù Arum đứng cover cho Terry đấy nha các bạn. Đấy thì đương nhiên là chắc chắn là tụi mình đã phải mất tận 4 mạng luôn. Mình thì không kịp làm gì ở ngay pha này. Nói chung là mình chỉ đứng nhìn tem mình từng người nằm xuống thôi các bạn ạ. Chứ bây giờ biết làm gì bây giờ. Khi mà chưa kịp vô tem bị bắt hết rồi. Đó. Nhưng mà cũng may nhá, mặc dù là nằm xuống pha đấy nhiều nhưng mà tụi mình vẫn chưa bị thọt, vẫn chưa bị thua nhiều các bạn ạ. Mặc dù bị mất con Shiza ở đây. Một ăn được một mạng mà mất con Shiza là lỗ các bạn ạ. Chứ không hề lời nhá. Vừa nãy còn mất tận 4 mạng nữa cơ. Khá đen. Đó và rồi thấm thoát thôi đưa. Thời gian kéo tới phút thứ 15 các bạn ạ. Pha này cũng lại tiếp tục tính toán tới win ấy, tính giữ cái lính để win ấy. Nhưng mà tem bạn đông quá, tem bạn còn người để đép, thế này là lại tiếp tục thua. Hoặc không à đâu lại thua ở ngay pha đấy, không có mắt được các bạn ơi. À, lúc sau thì đang tính lui về này thì không hiểu sao Lilina pha này quyết định mở con mắt lên các bạn ơi. Biết là tem bạn tới nhưng mà không sao nha, tụi mình vẫn có thể chơi được. Murat thì bạn bị đứng yên một chỗ luôn, rất là khó hiểu các bạn ạ. Đó, và ngay pha này tụi mình đã có một pha 2-1, 1-2 nhưng mà lời, nói chung là tụi mình lời. Đó, nhưng mà lúc sau ấy, sau cái pha combat ấy các bạn ạ, mình lỡ tham con quái này mình không về. Thế là bị ông Ken bắt lẻ và tụi mình nằm xuống ngay pha này nhá. Và rồi đương nhiên, tem mình lại tiếp tục vẫn di chuyển và lại đi di chuyển lẻ nữa cơ. Nói chung bây giờ ấy, tụi mình mà đi lẻ một cái là nằm xuống luôn. Điển hình các bạn thấy như pha vừa nãy không? Pha vừa nãy ấy, ông mid bên tem mình di chuyển ở ngay bên trên ấy, thế là bị ông Ken bên tem mình bị Ken bên kia bắt được. Thế là bây giờ chỉ còn mỗi tem mình thôi, nhưng mà tem mình quyết định vẫn đánh nhau. Thế là Ken lại bắt đầu bắt vô được AD mình. Các bạn ạ, mình phải công nhận là Ken bên kia chơi kinh quá. Thể hiện cùng pháng khác ấy, vô bắt vô đam cực kỳ to đấy. Mỗi lần mà Terry bắn, Terry cố gắng đứng sát team mình rồi đấy, nhưng mà vẫn bị anh ta gây đủ sát thương và nằm xuống các bạn ơi. Đó và trận đấu kéo dài tới phút thứ 15. Mặc dù là tụi mình vẫn ăn trên kèo hơn đấy, nhưng bây giờ phải nhìn vào Terry các bạn ạ. Nói chung là bây giờ tụi mình phải nhìn vào AD. Đó, nhưng mà bởi vì là ở ngay pha này mặc dù là Terry có được góc bắn ấy, nhưng mà Richter ấy đã hất tung được vào được cả mình với lại cả Terry và thôi xong rồi các bạn ạ. Pha này xong rồi, mình thì không còn thể nào chạy được cả pha này, thế là sao? Sau hơn 15 phút đồng hồ tụi mình đến nhau ấy, cuối cùng là tụi mình đã để thua cái trận đấu này nha các bạn. Nói chung là cũng đang cố gắng hết sức rồi. Trận này tem mình ai cũng hay, ai cũng ok đấy, nhưng mà bên kia ông Ken hay hơn. Ông Ken ông đấm cho tem mình mấy ông chủ lực ấy không chơi được game luôn các bạn ạ. Mặc dù Arum cover hết cỡ rồi đấy. Và ok, ở cái trận đấu đầu tiên là mình đã để thua cái trận đấu này các bạn ạ. Nhưng thôi không sao. Nói không sao vậy thôi, nhưng mà mình bị trừ tận 91 điểm các bạn ạ, bởi vì là đây là một cái nick đăng ở top 2. Mình mà thua bị trừ là toang ấy. Rồi và đến với ở trận đấu thứ hai này. Thì trận này mình đã chuyển sang là mình không đi rừng nữa mà là mình đi top nha các bạn. Đó và mình sẽ đối đầu bên kia, đó chính là Sinetia nhá. Nhiều bên mình thì không có SP các bạn ơi. Bên mình có ông Booster SP nhưng mà bởi vì là ông này đang ông đang cày top. Thế nên là không đi được rừng hay là đi top thì chắn là ông ta sẽ cầm đi SP các bạn ơi. Đó và ai có rẻ cứ nghĩ là sẽ đánh ok. Thì trận này là tem mình ông đấy là ông bút bẩn hay là cái gì mình không biết ạ. Nhưng mà một lúc sau các bạn cùng xem thì sẽ biết. Bởi vì là anh ta thách thức cả tem mình các bạn ạ. Anh ta chửi rừng tem mình xong rồi thách thức tem mình là đừng có chửi nó. Nếu mà chửi nó thì nó sẽ phá game xong rồi không cho win các bạn ạ. Đấy. Và ngay pha này các bạn cũng để ý nhá. Pha này thì tem mình từ hỗ trợ này mình phát hiện là Sinetia đang đứng tàn hình ở đây. Và mình check thành công và mình đánh thường và mình ăn được mạng của Sinet nha các bạn. Mặc dù mình không ăn mạng nhưng mà mình cũng đã gây đam được cho tem mình ăn. Còn ở đường trên thì thôi no hop rồi.
tem không có SP, bên kia thì có Superman nữa thì làm sao mà chơi nổi đấy. Lúc sau các bạn thấy không? Lúc sau anh ta bắt đầu chửi kêu là lệch lót, xong rồi muốn win thì đó, xong rồi ngậm kẹo mà chơi, xong rồi nói từ lum từ lưa các bạn ơi. Đó, xong rồi nói chung là thách thức tem mình khá là nhiều. Nhưng mà bỏ qua đi, pha này thì mình quyết định là chuyển sang solo queue với lại Sinestia này các bạn này. Nhưng mà ai có rẻ pha này đáng lẽ mình ăn được. Nhưng mà mình xài chưa một hụt các bạn, thế là mình không có nội tại. Nếu như pha đấy mình mà xài chưa một chúng mình có nội tại là mình đánh một phát là mình ăn được rồi. Nhưng mà thôi, không nên nhưng gì nào, thua là thua, không nói nhiều. Gà là gà, solo queue là solo queue các bạn ạ, không có nhưng nha. Nhưng mà không sao, ít nhất là ở pha này thì rừng mình tới hỗ trợ cho mình này. Nhưng mà công nhận là ông Sinet kia bên kia chơi hay rồi, nhưng không sao nha, ít nhất là mình ăn được mạng để đổi lại. Nhưng mà ai có rẻ AOE tới kịp, thế này là một pha này là một pha lỗ gánh lỗ nha các bạn. Hai đổi một thì không có lời gì hết đấy. Và rồi thấm thoát thì đưa tiếp trận đấu để kéo dài tới một lúc sau thì team mình bắt đầu nát. Ai cũng toang, lên nào cũng toang, lên nào cũng đi. Đã thế pha này ấy thì mình đang solo queue đẹp đẽ với lại ông Sinet này, mình thì cũng đâu sợ Sinet đâu. Mình tóc biến được này, pha này mình mà quay trở lại mình là mình chơi được ấy, bởi vì đam mình to mà. Với lại là mình đang nhiều máu hơn, chắc chắn là mình sẽ ăn được lại được Sinet rồi. Nhưng mà cứ tưởng ăn được thì một lúc sau rát tới các bạn ạ, rát sút mình nó không còn cái gì luôn. Rút sút gãy kiếm luôn. Đó, thôi toang. Một mới 5 phút mà 33 là các bạn hiểu rồi đó. Hết rồi. Đó, và rồi kéo dài tới phút thứ 11 gần phút thứ 12 thì team mình nát vai nồi. 8-23 các bạn ạ. Team mình fit cho team bạn tận 23 mạng và có mình ở trong đấy fit 3 mạng nha các bạn. Nói chung không thể nào trách được. Chơi đánh trên rank này ấy mà pick cái trận mà không có SP thì mình thấy các bạn là khó đánh. Pha này thì mình cũng rỉa một phát, xong rồi XG thì cũng có một pha đóng góp ân tí rất là đẹp luôn. Phần còn lại thì để cho Nagaroth team mình lo các bạn ạ. Trận này Nagaroth team mình đánh cũng ok đấy, không nói chung team mình cũng ok. Mà chẳng qua chất tướng thôi các bạn ạ. Tầm này đánh trên rank này thì chủ yếu là một là chất tướng, hai là bút bẩn thôi. Không gặp bút bẩn thì chủ yếu là thua tại chất tướng thôi các bạn ạ. À, và rồi cái gì tới cũng tới các bạn ạ. Mặc dù là pha vừa nãy tụi mình cũng để cho năng đốt ăn xanh đấy, nhưng mà các bạn cũng xem pha này nhá. Thôi pha này các bạn nhìn là thấy rồi đúng không? No hop rồi các bạn ạ, không thể nào làm được gì cả. Và sau hơn 13 phút đồng hồ mà tụi mình đánh ấy thì mình lại tiếp tục thua trận này các bạn ơi. Làm sao mà đánh nổi đây khi mà bây giờ team bạn vào rồi. Và cứ nghĩ là gì các bạn biết gì không? Trận này mình lại tiếp tục bị trừ và mình bị trừ tận 123. À đâu, à quên, trận này mình trừ có 22 điểm các bạn ạ. Nhầm. Đấy, nhưng mà trận này nhá, mình gặp ông bên kia là cục vàng các bạn ạ, cục vàng Superman luôn nhá. Toàn thu dữ không à? Vãi nồi. Thách đấu ba cục vàng. What the fuck? Ôi, top bản xếp hạng Superman ba ấn vàng luôn các bạn ạ. Ôi, cái gì đây? Cục vàng Superman, cục vàng Triệu Vân, cục vàng Florentino. Vãi nồi à. Gặp toàn thú dữ rồi các bạn ơi. Đã thế ông này còn thách đấu các bạn ạ. Mắc thách đấu nhá. Với lại là ông này mình đã bảo các bạn là hạ rank. Ông này hạ rank các bạn ạ. Nhưng mà ông này hạ rank để mà leo cục vàng. Chứ mình đoán là ông này mà không hạ rank là đánh lên thách đấu là điều đương nhiên đấy, bởi vì có mark thách đấu kìa các bạn. Trời ơi, thề luôn đấy, thề các bạn thấy không? Mới ngay mới mấy trận đầu game thôi gặp toàn thú dữ không? Vãi cả trường thật. Rồi, và đến với trận đầu kế tiếp thì trận này là mình gặp team mình cũng không ai có top cả, đều là bình thường thôi các bạn ơi. Thì mình không biết là như nào. Còn bên kia thì mình gặp lại ông Superman, nhưng không biết phải ông Superman vào nãy không nhá. Gặp ông Superman cục vàng vào nãy chắc là mình thấy lại tới công chuyện rồi đấy, nhưng mà mình mong sao là sẽ không gặp nhá. Rồi. Thì bởi vì là nãy thua cũng khá là nhiều rồi, với lại là cũng phải chấp nhận thôi, bởi vì gặp toàn thú dữ không các bạn ạ. Toàn gặp cục vàng không à, cục vàng bên kia không, đánh căng thật. Đúng rồi, pha này thì đương nhiên là tiếp theo thì trận đấu này mình đã có một pha ganh thành công. Đấy, lúc này là mình đã nói chung là mình ăn được hai mạng luôn các bạn ạ. Hên là trước khi mà mình nằm xuống mình ăn được mạng của Enzo với lại Yuka nhá. Sau cái pha mà Omen là một pha anti đẹp quá, anti rất là đẹp luôn. Thế nên là hai đổi hai pha này là cực kỳ lời rồi các bạn ạ. Đấy, tầm này thì mình đâu có lo đâu các bạn. Tầm này thì hên là đầu game thì mình cũng khỏe. Nhưng mà tiếp tục ở ngay pha này. Pha này thì mình lại chưa kịp lên, chưa kịp làm gì cả thì team mình nằm xuống hết rồi các bạn ơi. Và mình lại bắt đầu là có cái suy nghĩ là tới bị trừ điểm, tới tong toang tiếp rồi đấy. Bắt đầu tong toang tiếp rồi đấy. Ok. Nhưng mà không sao nhỉ, ít nhất ấy là ở đường trên bị thua thiệt một chút xíu ấy. Nhưng mà còn ở đường dưới này thì các bạn cùng tiếp tục cùng xem ngay pha Omen này. Mình tưởng pha này Omen nằm xuống rồi, nhưng không các bạn ạ. Omen chỉ hay cực. Omen out nhây cả thằng Yuka luôn các bạn ạ. Đấy, thấy không? Sử dụng chói được, tóc biến được, vẫn chạy về được. Và đương nhiên nhờ Yuka làm được, à đâu, nhờ Omen làm được pha đấy. Thế nên là mình ăn được mạng của Yuka luôn nha các bạn.
Đó, và sau một lúc sau ấy, tem bạn quyết định rất là lì nha, tem bạn không chịu về các bạn ạ. Tem bạn giống như kiểu phải quyết định là phải cố gắng gỡ lại được một mạng ở đấy ấy. Và cái giá phải trả gì? Đó chính là không gỡ được NST tới hỗ trợ cho tụi mình ấy. Đó, và sau đó hên là Enzo chạy về được, nhưng mà người ở lại ấy, đó chính là Vera các bạn ơi. Đó, một pha rất là tham của tem bạn nha. Đã thế lúc sau ấy, Enzo lại vẫn thắng các bạn ạ. Enzo lại tiếp tục ở ngay pha này, lại dám chơi vô đây. Đó, và đương nhiên không thể nào chạy được, lại nằm xuống tiếp ở ngay pha này. Superman cố gắng cứu nhưng mà cũng không được. Đó, một pha đổi 4 mạng mà tem mình chưa nắm bất kỳ một ai luôn các bạn ạ. Đấy, và bây giờ lợi thế đang là ở tem mình nhá. Đã thế bây giờ mình nó có một cây đây rất là xanh luôn các bạn ạ. 5-1 lần đầu nhá, sau mấy trận mình chơi thì đây là một cái trận đấu mà mình có cây đây rất là xanh luôn. Đầu game 5-1 các bạn ạ. Ok lắm luôn đấy. Rồi, bây giờ là mình cố gắng mình chơi ổn thôi. Do bây giờ mình xanh rồi các bạn, không có gì phải lo nhá. Đó, rồi xong tới cục. Tới cúc rồi. Ui cúc rồi, tay bạn đông quá. Toang rồi. Mặc dù là nói là mình khỏe vậy đấy, nhưng các bạn lại tiếp tục nhìn xem này, tem mình toang ác luôn đấy. Tem mình là mới 7 phút các bạn thấy không? Tụi mình mất hết tận 3 trụ ngoài rồi. Superman mở combat ở đây nhưng mà kha đen nha, bị Omen trói được các bạn ạ. Trận này thì ông Superman kia đẩy không được rồi ấy, bởi vì là trận này tem mình có Omen ấy. Nó mà nhảy vào cái là Omen trói là tụi mình chơi được các bạn ạ. Từ từ chơi lại là được nha. Rồi, đẩy như này. Hên là mình vẫn ăn được con Shia này đấy. Ăn được con Shia này là tụi mình lời đấy các bạn, không gì phải lo cả. Từ từ nó có back lại, cố gắng nuôi AD được. Rồi, lui lại tí này. Từ nãy giờ mình chơi cũng nóng người rồi đấy, mình cũng biết chất tướng rồi đấy. Mình biết cách chơi con Charlotte này rồi đấy, biết hết bùi đồ các thứ rồi. Ui, đứng rình, bạn được tưởng mình không thấy bạn. Thằng này nhìn minimap hơi bị kỹ. Hay, Terry hay các bạn ơi. Terry xảy, ui Terry bị kéo. Ui, Terry ơi. Thôi, chạy, toang rồi, cover, chạy đi các bạn. Ừ. Hơi đen các bạn ạ, cái pha đấy, nói chung là Terry bị kéo trúng ấy. Terry bị kéo trúng cái nằm xuống luôn. Mình bảo mà, Terry mà bị kéo cái, nói chung Terry mà nằm xuống là tem mình toang ngay các bạn ơi. Bây giờ đánh làm sao phải nhìn ông Terry nhá. Ông Terry mà bị Enzo kéo tiếp là tự mình toang các bạn ạ. Đấy, rồi xong, nát hai trụ rồi. Mất hai trụ rồi các bạn ạ. Nhờ này. Tầm này thủ thôi. Nó chơi không? Ủa, nó chơi luôn này. Đứng sát đây thì làm sao né được anti đúng không? Ê, bộ đội Omen, tính ra là bộ đội Omen với chả lốt kết hợp ok phết các bạn ạ. Kết hợp cũng ổn áp chứ. Chơi đâu? Chơi luôn đâu? Kéo vô. Nhảy vô. Ô, nó nhảy vô thật đấy. Nó nhảy vô thật đấy. Ôi thôi lùi. Ui, nãy giờ căng nhở, nãy giờ toàn ăn miếng trả miếng các bạn thấy không? Tem bạn ăn một mạng thì tem mình cũng ăn một mạng. Tem bạn ăn một mạng, tem mình cũng ăn một mạng. Ờ, nhưng mà bây giờ là không ăn được mạng nào nhá. Hay u. Ôi rồi, lại bị Enzo kéo rồi. Nhưng mà không sao nhá. Được, còn mình các bạn ơi, Rồi, lại anti lỏ rồi. Nhưng mà quét sạch dành cho anh Vũ. Nice. Ê, tem mình hay pha vừa nãy nhá. Lật kèo được rồi các bạn ơi. Cố gắng chơi kỹ lại được nha. Là được nha. Đó, và sau cái pha quét sạch đấy thì đương nhiên là bây giờ tụi mình bắt đầu là lấy lại được một chút lợi thế các bạn ạ. Với lại tụi mình cũng đã dẫn trước ở cái tân lính này, và tụi mình đã lấy được cái trụ mid sau hơn 15 phút nha các bạn. Lúc này tụi mình tính ăn con Shia ấy, nhưng mà thôi, quyết định là phải đánh kỹ nha các bạn, bởi vì bây giờ tụi mình đã thọt tiền, tụi mình đã thua bên tên bạn rồi. Bây giờ mà ăn Shia là tụi mình sẽ bị mất máu ấy. Nên là tụi mình quyết định là không ăn con Shia đấy nha. Đó, và rồi một lúc sau pha này lại tiếp tục đánh nhau các bạn ạ. Người mở combat bên kia, người mở combat đầu tiên đó chính là thằng Vera bên tên bạn nha. Lúc sau ấy, Enzo lại tiếp tục có một pha chói rất là đẹp các bạn ạ, kéo chúng vào Kai nha. Và đương nhiên là Kai không thể nào mà chạy được ở ngay pha này đấy, anh ta có nội tại anh ta chạy về được nhá. Thế nên là pha này tụi mình cũng chỉ nằm xuống bởi mạng Kai thôi, cũng là một đổi một nha các bạn. Căng cực luôn đấy. Đó, và đương nhiên chắc chắn là tụi mình vẫn sẽ phải canh con Shia rồi, bởi vì chắc chắn là tên bạn cũng sẽ đứng để ăn Shia, nhưng mà ai có tưởng là ăn. Tên bạn quyết định đứng đây để rình tay mình. Tên bạn giết được mạng của Omen nhưng mà lại vẫn nằm xuống. Đó chính là mạng của Theonac các bạn ạ. Những cái trận đấu này phải nói rất là căng luôn. Toàn là ăn miếng trả miếng của hai bên thôi. Nhưng mà bắt đầu ở ngay pha này không phải là ăn miếng trả miếng nữa, mà là một cái sai lầm của tên bạn, đó chính là Enzo Vera các bạn. Vera lao lên đây tính bắt làm gì, mình biết còn chiêu hai đúng không? Nhưng bây giờ tên mình đông quá thì làm sao có thể đủ đao để mới giết được. Đấy. Nhưng mà pha này tên mình tính ăn con Shia này, nhưng mà thôi, mình quyết định mình kêu lui nha. Bởi vì bây giờ tên bạn cũng còn tận 3 người. Thế nên là không thể nào ăn được con Shia này các bạn ạ. Nhưng mà cứ tưởng lui. Pha này tem mình tính lui đấy. Nhưng mà mình quyết định mình ở đây, mình phá con Superman này, không cho Superman chơi các bạn ạ, không cho Superman đẩy nha. Và mình đã có một pha phá thành công. Nhưng mà cứ tưởng là phá thôi, mình ăn được mạng của Superman luôn nè các bạn ạ. Ảo ma vãi nồi.
Đấy, và sau khi ăn mạng Superman thì ở ngay pha này ấy, tụi mình lại ăn được thêm mạng của Enzo nữa. Enzo lại vẫn tính ăn giết vua Alete các bạn ạ. Nhưng mà giết không được. Yuka anti tốc biến nhưng mà anti vào hư không các bạn ơi. Một pha lui rất là đẹp của team mình nha. Uầy, nói chung pha đấy tụi mình cũng hay ấy. Mình cả Alete với lại Terry lui hay vãi nồi. Đấy, và bây giờ tụi mình mới bắt đầu ăn con Shiya này. Và cũng hên nha, pha này là tụi mình đã ăn được con Shiya thành công nhá. Mặc dù là mình trừ trị hơi hụt các bạn ạ. Pha này mình trừ trị hụt, nhưng mà cũng hên là vẫn ăn được con Shiya. Mình còn lấy được cái giáp hộ mệnh của Enzo nữa cơ. Đó, và bây giờ tụi mình quyết định lui để mình có thể lao lên lấy trụ mít nha. Đấy, và bây giờ không win thì lúc nào win nữa các bạn ạ. Bởi vì là mất hết ba đường siêu cấp rồi. Con Shiya này là con cuối cùng của tụi mình để tụi mình win được. Nếu như mà tụi mình không win được pha này thì chắc chắn là không còn pha nào để win nữa. Và bây giờ ấy, chắc chắn là tụi mình sẽ nhìn vào Terry. Terry đi đâu là mình sẽ nhìn vào đấy các bạn ạ. Đương nhiên là không thể nào để cho team bạn vào bắt con Terry nhé các bạn. Bởi vì team mình ấy, Terry là nhân vật chính. Đó, và tụi mình đã quyết định cover thành công. Team bạn lao lên nhưng mà lao lên trong vô vọng, không thể nào làm gì cả. Và chắc chắn rồi, sau hơn 18 phút, sau hơn những nỗ lực cố gắng của team mình, thì bây giờ tụi mình đã win được cái trận đấu này các bạn ạ. Đó, mình bảo mà chơi theo, tụi mình chơi theo lối là bảo vệ Terry các bạn là được các bạn ạ. Terry còn sống là tụi mình win, Terry nằm xuống là tụi mình thua, thế thôi. Đấy, và đương nhiên trận đấu này mình được cộng tận biết gì không? Đó chính là 116 điểm các bạn ơi. Uầy, hên nhá. Mấy cái trận vừa nãy mình bị trừ, nhưng mà hên trận này cộng lại là mình gỡ lại từ đầu đến cuối luôn các bạn ạ. Gỡ lại khá là ngon luôn đấy, rất là tuyệt vời luôn. 116 điểm không phải dạng vừa đâu. Mà trận này thì mình gặp bên tên bạn ấy, đó chính là chỉ có mỗi ông Enzo là có top 22 thôi các bạn ạ. Ông Superman, nhưng mà không phải Superman nãy nhá. Superman này thì cũng có cục vàng ấy, nhưng mà chắc là bị reset thế nên là không chơi nữa. Được rồi, đến với trận đấu này. Thì trận này mình gặp uy tín hơn một chút là mình gặp bên team mình là có học hẳn ông top 8 Malok các bạn ạ. Và đó chính là top 88 Hayate nha. Top 88 thì cũng bình thường rồi. Nói chung dưới top 100 không, nhưng mà thế này là cũng ok rồi đấy, vượt trên mấy ngàn người. Nhưng mà bên kia cũng không phải đáng vừa nha. Bên kia mình gặp bên kia là top 39 Terry và top 54 Booster các bạn ạ. Không phải ông Terry vừa nãy đâu. Ông Terry vừa nãy ở bên team mình là top miền các bạn ạ. Đấy, thì xem coi trận đấu này mình sẽ chơi như nào nha các bạn. Trận này thì mình gặp bên kia, đó chính là Ngộ Không các bạn ạ. Nói chung là Ngộ Không ấy thì không thể nào mà bằng kèo con Chalot rồi. Một vị tướng mà phiên bản tiếp theo khắc chế con Ngộ Không này nha các bạn. Mình đảm bảo với các bạn luôn đấy. Nói chung là các bạn mà gặp Ngộ Không trên top ấy, cứ pick con Chalot vẫn chơi được nha. Bởi vì là mình đảm bảo các bạn luôn là Chalot trên kèo là 100%. Thật luôn đấy. Không trên kèo nữa chứ, nói chung cũng cỡ 90 đi. Ừ, tầm đấy các bạn ạ. Gặp ông nào Ngộ Không chi hay pro ấy thì cũng ok, nhưng mà nhiều khi gặp hai ông ngang chỉnh nhau ấy thì chắc chắn Chalot vẫn nhỉnh hơn các bạn ạ. Bởi vì là Chalot nó khỏe lắm các bạn ơi. Con Chalot này nó chỉ thua mấy con lướt lướt thôi. Thế nên là mấy con mà đấu sĩ mà tiếp cận vô ấy thì con Chalot này không có sợ các bạn ạ. Lúc này thì chỉ mới 2 phút ấy thì mình lại tiếp tục có một cây đây rất là xanh các bạn ạ. Mình ăn được tận 2 mạng. Và đương nhiên là tụi mình bắt đầu triển khai con rồng này. Tem bạn cũng lì, không chịu bỏ qua cơ. Mình sử dụng chiêu 2 tốc biến, anti hất tung được một người. Hên là pha tem bạn tốc biến nha, nhưng mà không sao nha. Mình là người mở combat thành công các bạn ơi. Trời ơi, thể hiện top 3 Việt Nam Chalot liền các bạn ạ. Và đây là một pha rất là lời của tụi mình nhá. Và kể từ pha này là mình thấy tem bạn bắt đầu là xong rồi đấy. Bây giờ thì thôi, một con Chalot 3-0 thì Ngộ Không no hop rồi. Pha này các bạn cũng để ý nhá, pha này Ngộ Không còn sử dụng chiêu cuối rất là hớn các bạn ạ. Nói chung là bạn Ngộ Không này bắt đầu đánh khùng đánh điên rồi đấy. Thì mình cảm thấy là trận này xong rồi. Trận này cái đường lên top này là mình là người farm free rồi. Là mình thấy Ngộ Không này xong rồi. Đấy, và các bạn biết gì không, ngay từ pha đấy, bắt đầu kể từ pha này hình như là anh ta bắt đầu xung đột cùng với team rồi. Nói chung là chửi nhau hay gì rồi. Đó, thế là một lúc sau anh ta tự hái, mình cũng tỉnh ngay pha này. Mình rất là tỉnh các bạn ạ. Pha này tự nhiên mình không biết là mình trong đầu mình suy nghĩ gì ấy. Mình lách lại một chút, mình né được chiêu của Natalia và mình giết được mạng của Natalia luôn các bạn ạ. Ui, công nhận ảo ma vãi. Pha này mình đánh rất là ảo ma đấy. Mình còn không nghĩ là mình giết được mạng của Nata nữa cơ, bởi vì mình lách rất là ảo mà. Nata cũng không nghĩ là mình lách đâu. Sau đó anh ta xài chiêu hụt luôn mà. Ngon vãi. Đấy, và đương nhiên là trận này ấy, mình không biết là xung đột cái gì, nói chuyện như nào. Thế là bạn Ngộ Không này bắt đầu phá game. Bạn Ngộ Không này không chơi game nữa các bạn ạ. Nói chung là đánh kiểu đi ra fit mạng xong rồi ra đánh chôn các bạn ạ. Mình nghĩ khả năng cao là chửi nhau với team rồi. Mình nghĩ là khả năng cao là team chửi xong tự ái ấy. Chắc tự ái ấy, xong rồi bắt đầu là gì đấy ấy. Vậy nên là trận đấu này chắc chắn rồi các bạn ạ. Gặp ông như thế xong rồi làm sao mình chơi nổi. Nhưng mà trận này ông Booster bên kia kinh nha. Booster bên kia đam to vãi các bạn ạ. Mặc dù mình còn chưa kịp múa. Thẳng ra là múa chưa được bao nhiêu thì ông Booster ông nhảy cái đi luôn. Nhưng mà không sao nhá. Mặc dù mình nằm số nhưng mà các bạn thấy rồi đấy, trận này team bạn thì no hop rồi. Trận này team mình lên nào cũng xanh cơ, khỏe vãi nồi. Mặc dù pha này nhá, pha này team mình nằm xuống 3 người ấy. Nhưng mà các bạn cũng xem pha này này, chỉ cần mình với lại ông Ignite thôi, đấm lại cả team bạn luôn, đâu có sợ đâu.
Vừa nãy thấy Booster ấy, đánh đau mà sao pha này Booster mình thấy đánh cũng không mất được một nửa cái máu các bạn ơi. Đây thấy không? Mình bảo mà. Mình bảo mà. Trời ơi, cân bao. Ơ. Ồ. Trời ơi, chạy sao được? Chạy sao được? Chạy sao được? Một lần anh Vũ bà dí thôi ấy. Trời ơi, Ngộ Không ơi. Tính ra là Ngộ Không hơi đen, nhưng mà các bạn cũng xem pha này này. Trời ơi, thấy không? Các bạn thấy không? Pha đấy mình mà không bị thằng Roshi kéo là mình ao nhây vào được thằng Terry rồi. Mình đảm bảo luôn pha đấy mình hất tung được Terry rồi mà. Mình mà đánh thường một phát nữa là mình ao nhây được Terry rồi. Nhưng mà ai có rẻ Roshi anti các bạn ạ. Thế là mình chưa kịp đánh được một đòn phát thường luôn. Nhưng mà không sao nha, sau khi mà mình nằm xuống ấy thì team mình đấm hết cả team bạn luôn các bạn ạ. Và tụi mình đã win được cái trận đấu này nhá. Công nhận. Nãy ấy, nãy mấy trận đầu ấy thì đánh căng nhưng mà mấy trận này ok phết. Đó, và mình lại tiếp tục win được ngay trận đấu này nhá. Thơm bơ, trời ơi, tao nói nó ngon, win hai trận liên tiếp các bạn ạ. Và trận này mình được cộng tận 90 điểm nha. Hai trận cuối cộng lên hơn 200 điểm các bạn ạ, ngon vãi nổi. Trời ơi. Ai nhờ, ai nhờ, ai đấy các bạn. 7.500 điểm top 2. Lên điểm không hề rớt. Đã thế nhá, mình còn được cộng điểm nữa. Vừa nãy là 7.417 điểm đúng không? Mình cộng được 83 điểm các bạn ạ. Nhá, uy tín chưa, 83 điểm. Đấy mình bảo mà. Mặc dù mình là một thằng gác cổng rank tí anh, gác cổng rank cao thủ, lúc nào mình cũng chơi rank cao thủ 1 sao 2 sao, nói chung là mình toàn chơi rank tí anh với lại rank cao thủ thấp thôi. Mà các bạn thấy rồi đấy, mỗi lần mà mình cầm cục vàng, mình cập nick chiến tướng là mình vẫn chơi mãn nhãn cho bạn xem. Chẳng qua là mình không có thời gian để mà mình leo mấy cái trên rank cao cho bạn xem thôi, nên là mình phải lấy mấy cái nick này để mình leo cho bạn xem ấy. Được rồi, và đó là một đêm đấu đỉnh cao của mình cùng với top 1 Chalot các bạn. Nói top 1 cũng tính nhỉ. Thôi nói top 2 đi. Top 2 Chalot Việt Nam các bạn ạ. Đánh thế đã đủ uy tín chưa? Nếu mà thấy uy tín, nếu mà thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một cái like và một cái đăng ký nhé các bạn ơi. Đập mạnh cái nút chuông thông báo để có thể ủng hộ mình những cái clip mới nhất mỗi khi mình ra nha. Còn thì bây giờ hẹn các bạn ở những cái series tiếp theo đấu đỉnh cao của mình nhá.